Chào các bạn, chào mừng quý vị cũng như tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình đang có mặt trên một ngọn núi thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Thì ở đây mình biết được có một người chú năm nay hơn 60 tuổi. Theo như người dân chia sẻ thì chú sống ở đây như một người rừng vậy đó cả nhà. Chú sống tận ở trong rừng sâu và chú sống ở trong một cái túp lều được người dân cho những cái tấm bạt. Thì chú về chú dựng lên một cái căn chòi và chú sống ở đây. Thì không biết đời sống của chú như thế nào. Mình nghe người dân ở đây chia sẻ là chú sống ở đây không điện, không nước, không vợ, không con và không có bất cứ một cái thông tin gì về internet cũng như là truyền thông đại chúng bên ngoài. Chú sống cách biệt với phần còn lại của xã hội phát triển vậy đó cả nhà. Dạ con chào chú nha. Dạ. Chào em. Dạ. Ở dưới làng chỉ con lên đây con gặp chú nè. Dạ. Chú ăn cơm nước gì chưa chú? Ăn hồi nãy rồi. Dạ. Hôm nay ông ăn cơm mấy cái gì đó? Cũng ăn con đem lên cho cá mấy cá dữa gì đó rồi kho vài bạn cũng có gì đó. Cho con xem cái nồi cá xong có cái gì còn cá không? Còn đâu mấy khúc lên ăn bậy bạ quăng bạn ngày. Ông nó treo ở trên cái quang này, treo lên cái chỗ đấy gọi là chế lên chó, để chó ăn. Có nghĩa là ông sợ chó nó ăn đó hả? Đây có nồi cá. Cho ông cài khuy lên đi ông, cài áo lên đi. Cái nồi cá này nấu lâu chưa ông? Cũng nấu ngày hôm qua rồi, ngày hôm qua hả? Ngày hôm qua thì giờ liệu còn ăn được không? Cũng mình hâm lại chứ, không hâm thường xuyên lại. Hâm thường xuyên lại. Nó hâm là xét lại. Trời ơi, một mình không điện, không đóm như vậy. Giờ cái nồi, cái chảo gì đây ông? Chảo không? Chảo nồi đó. Cái chảo trên chốc cái bàn này này. Cũng có xíu ấy rồi. Cái gì giống người măng à? Măng. Măng ông ngâm hay gì á? Măng chiên. Măng chiên á hả? Chiên. Ông cho con gắn cái mic ké cái nha, để con nói chuyện với ông cho nó rõ ha. Chưa ông? Cũng cái đèn cũng 3 năm nay, 3 4 năm nay á. 3 4 năm nay rồi. 3 4 năm rồi. Không điện không nước như này. Không. Đâu có tiền mình đã bắt điện, tiền đã bắt điện. Cũng anh em cũng ở gần đây mà mình đâu có tiền đâu bắt một lần 4 5 triệu mà tiền đâu mình bắt. Rồi mình ở đây thì mình lấy nước đâu mình xài? Cũng có cái mương nước về đồng ruộng dưới kìa. Đây nè. Có một cái mương nước người ta mương nước dẫn nước vào trong đồng. Bằng nước về ruộng về đó, về dãy về ruộng dưới đó. Là ông ăn ở dưới nước ở dưới ruộng luôn. Đâu? Dưới mương luôn. Dưới mương này múc lên rồi mình xài bậy bạ luôn. Tính mình ra là kia ở mà rồi xa nước quá. Ở đây nó gần nước nè. Thấy thì xung quanh cái nhà ông không có một miếng vách luôn mà chỉ được có mỗi một cái tấm bạt này. Đó, mà cái trong đó thì cái cây này bây giờ nó mục hết rồi này. Đến này. Có một cái vách để mà che. Trên này mà cũng mình cũng điện chặt cây điện vô nữa. Rồi mưa thì sao ông? Mưa thì sao ngủ? Trên này mà cũng chặt cây điện vô rồi mình cũng lót bạt bậy bạ đó. Cũng lót một hai tấm bạt cũ rồi cũng lên kia gỡ lên kia rồi lấy xuống rồi cũng che bậy bạ nó nhưng không có tiền mua nổi tấm bạt luôn. Không có tiền mua nổi tấm bạt luôn. Không tiền luôn. Tấm bạt này cũng 200 mấy lần, 250 luôn. Dạ. Mà cũng ấy năm quái giờ mà hư hết rồi. Dạ. Ấy năm quái giờ mà hư hết 250. Rồi ông ở đây sống một mình như vậy á thì không sợ hả? Thì cũng sợ chứ, sợ. Sợ gì không? Sợ cũng ma cỏ nó cũng nhắc nữa. Ma cỏ nó cũng nhắc mấy lần. Ồ, có ma luôn đó hả? Có chứ. Ồ. Nhắc. Mình cũng dám. Lâu chưa ông gặp lâu chưa? Nhắc cũng năm ngoái năm kia rồi cũng nhắc mấy lần mà rồi mình cũng ăn uống mình giái kêu cô gắt rồi á. Hồi xưa cái năm chiến sĩ rồi chết theo bên đây là họ cũng... Ồ, vậy là xung quanh họ cũng là... họ cũng dương vắng đây, họ cũng nhắc mình, cũng dưỡng chơi mà. Tại các bạn biết là ở xung quanh này là thuộc một cái gọi là trên một cái quả đồi, một cái núi. Đó là ngày xưa ví dụ như có những cái vong hồn ngày xưa đúng không? Ngày xưa là căn cứ của cách mạng ngày xưa mà. Ngày xưa ở đây căn cứ là của cách mạng nè. Dạ đó. Rồi sao ông biết vậy mà sao ông vẫn sống ở đây? Thì bây giờ cuộc sống khổ quá thì mình bây giờ cũng ở thí. Ở thí gì chứ cũng giái cô bác đừng có nhắc rồi gì thôi. Ông bỏ cái thuốc điếu thuốc một chút xíu đó mình xài được không? Bây giờ con cho con hỏi thăm một chút xíu á, ông tên gì nhỉ? Hấp tên Hấp. Ông Hấp hả? Hấp. Hấp tấp á đúng không? Hấp cá, hấp cung rồi, hấp cá rồi đó. Hấp cá, hấp mấy cái đúng không? Hấp cá, hấp tấp giống kiểu hấp. Hấp cá khô rồi đó, hấp. Dạ. Rồi ông cho con hỏi thăm ông tên gì? Trên Hấp đó. Quên.
con đi lượn, con đi lượn. Họ họ à, họ à. À. Họ Dương. À, bây giờ con hỏi thăm ông năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Quên. Năm nay là 66. 66 tuổi. À, 66. 66 tuổi mà nhìn có vẻ giống như là 70 ha. 66. Cũng gần 70 tuổi rồi. Cũng khổ quá rồi. Ừ. Khổ quá rồi, cũng già trước tuổi rồi. Ừ. À, ông ơi, là mình ở đây thì mình sống mình làm cái gì? Thì cũng đi đốn củi làm than mày bà nữa. À, đốn củi làm than bán kiếm tiền. Bán nhiều đổi gạo, bán nhiều kiếm tiền mua gạo rồi sống lây lắc qua ngày vậy thôi. Dạ dạ, có nghĩa là mình hàng ngày mình làm cái nghề là đi đi làm than. Làm than. Làm than xong mình mang đi mình đổi lấy gạo về. À, mang than rồi mình lên sớm mình bán rồi. Dạ. Có tiền thì mình mua gạo rồi sống gì thôi, lây lắc qua ngày vậy thôi. Rồi một ngày thì được bao nhiêu tiền không? Một ngày thì nó cũng tùy theo sức khỏe rồi. Bữa nào khỏe thì mình làm hơn nhiều, bữa mà mệt mình làm một ít. À. Nhưng mà bình quân thì một ngày ông được mấy chục ngàn? Mình muốn ngày bao lắm mình có 100 ngàn đổ lại, 100 ngàn nữa. Ngày 100 ngàn hả? À, 100 ngàn thôi. Là nó có thường xuyên không hay là chỉ... Thì thí dụ mình mệt mình nghỉ, mệt thì thí dụ mình làm một bữa, hai bữa rồi mệt mới nghỉ một bữa. Ừ. Vậy là một tháng làm được khoảng bao nhiêu ngày không? Một tháng thì mình làm cao lắm, đừng cỡ chừng nửa tháng thôi, còn như mình nghỉ. Nửa tháng là được khoảng 1.5 triệu nha. À thì nó năm nay vậy là cỡ 1.5 triệu rồi. Ừ. 1.5 triệu mình ăn uống trong đó là cũng gần hết cái nửa rồi đó. Dạ dạ dạ. Ừ, hết cái nửa rồi. 1.5 triệu năm nữa. Rồi ông cho con hỏi này, có nghĩa là mình có vợ con gì không? Cũng có vợ chứ. Ừ, rồi vợ đâu rồi? Thì cũng hai chồng cũng thôi nhau cái đây 20 năm rồi. Ờ, à, thôi nhau 20 năm rồi. À, 20 năm. À. Lúc mà bỏ là lúc 2004 đó giờ đó. Dạ. 2004. Rồi mình có con cái gì không? Cũng có hai đứa mà chết đứa còn đứa. À. Rồi con bây giờ đi đâu rồi? Thì nó ở với mẹ nó ở khu một à. À, có nghĩa là ở cùng với mẹ mà ở xa đấy. À, cũng ở như sớm nhất này nè. Dạ, dạ. Rồi có hay gặp lại vợ con không? À, bà con hả? Vợ. À, vợ thì bà hai mẹ con nó sống như đó rồi. Nhưng mà ông có hay gặp lại không? Thì cũng lên xuống cũng gặp bà chứ. Gặp. À, lên xuống gặp hả? Lên xuống gặp lại có gặp lại có nói gì không? Không, không. Sao cũng, vậy? Sao không, không hỏi em bữa nay có khỏe không? Không mà tôi hỏi bà không có nói. Không trả lời luôn hả? Không trả lời. À, bơ luôn à? À. Rồi con ông thì có hay tới thăm ông không? À, cũng nó cũng tỉnh thoảng nó cũng tới cũng cho được con cá là 1-2 kg gạo rồi đó. À, vậy là con ông chắc cũng lớn ông ha? Cũng 20 mấy tuổi, 28, 29 tuổi rồi. À, 28, 29 tuổi. Chắc có gia đình rồi chứ? Không à, nó không có, chưa có vợ. Chưa gia đình luôn. Chưa có vợ. Nhưng mà khi mà mình, con mình nó thấy mình sống như vậy thì nó có nói gì không ông? Không mà thì nó cũng lên này nó có gì cho nó, có cá thì cũng cho cá. Không ý là cá là vô kho là nó cũng cho nó. Dạ. Nó cho luôn. Ý là mình bây giờ là mình sống ở một cái nơi mà nó thiếu điện này, thiếu nước này, sống trong một cái chòi như vậy á thì con mình khi mà nó tới nó thăm mình á thì nó có nói ba về ở cùng hay là nó có lo cho ba không? Không thì nó có gì cho nấy vậy à. Đó, có gạo cho 1-2 kg gạo rồi có cá nó cho cá. À, theo như mình biết đó thì chắc là vợ con ông cũng khổ đúng không? À cũng khổ. Cũng khổ. Đi làm than, làm mướn cúc mướn ở đây này, cho nên là chắc cũng không lo được cho ông. Nói chung là bà cũng khổ, bà hiện giờ bà cũng đi làm mướn với cây cà rồi mà. Dạ. Nhưng mà ngày xưa lý do là sao mà hai ông bà lại bỏ nhau? Thì coi như lúc năm 2004 là bà nói thôi bây giờ ông kiếm vợ đi khác đi. Ủa sao tự nhiên đang ở bảo ông kiếm vợ khác? Bà nói là ông ơi, chứ mà tôi giờ tôi không có lấy chồng nữa, tôi không thích chồng nữa. Không thích chồng nữa? À, không thích chồng. Ủa sao ngồi vậy? Tự nhiên đang ở với chồng có con mà tự nhiên lại bảo là à, giờ tôi mới nói là, ủa, nó dẫn nó thiệt rồi, bà nó thiệt chứ. Ừ. Giờ ông cứ đi tìm ai, ông tìm ưng ai. À. Rồi tôi mới nói, ủa, nó thiệt, nó dẫn rồi, bà nó thiệt chứ. À, thiệt thì lúc đó là tôi đi qua bên kia, lúc 2004 tôi qua bên Văn Rang. Dạ. Đi qua bên mấy cái đồ thông đó, tôi làm thông đồ. À. Tôi làm thông một cái kiếm sống hay sao bây giờ. Lúc đó thì làm dãy ở, dãy có dãy chỗ cầu lớn này nè. À. Là nó cũng bị thất bại quá. Ừ. Lúc đó thất bại rồi, cũng bán lần bán hồi hết. Ừ. Bò u cũng bán hết. Thì còn miếng dãy không à. Ừ. À, rồi bây giờ là rồi chia tay lúc thằng ngày tư á, chia tay á. Vậy là do là ông làm ăn thất bại cho nên là vợ nó không muốn ở với mình nữa đúng không? À, thất bại. À. Rồi bây giờ mạnh tôi đi, mạnh bả này bả đi về Đông Hương, bả vô chùa, vô gì đó, vô chùa rồi bả quy quy y. Quy hả? À, quy y là nghĩa là dằm hay là mùng một rồi bả vô chùa, bả
cũng như là cũng nhang khói rồi cũng như cây trái gì đó. Cái đó gọi là đi làm công quả. À công quả đó, công quả là chùa ở Lâm Hương nè. Dạ. Chùa Phật học Lâm Hương đó. Ừ. Đó. Mình bảo đi mình tôi đi. Vậy là do mình làm ăn thất bại hay là do ông đi làm đó ông có bổ? Đâu, không không. Làm ăn bị thất bại quá rồi lần bán hồi hết. Ờ vậy ngày xưa chứng tỏ ông cũng khá lắm đúng không? À ngày xưa cũng có bò có u cũng có bắt cụ là cũng là lắm luôn. Ừ, vậy là cũng có nhà có nhà chứ đúng không? Cũng lúc chưa có nhà đó. À. Cũng mua nhà không một rồi cũng bán lại rồi lên dãy ở. Dạ. Yeah. Để chung ăn cầu lớn nữa, cầu lớn. Rồi lúc 2004 là chia tay á. À. Mình ai nấy đi á. Ừ. Được ai nấy đi rồi. Rồi từ khi mà chia tay bà đến giờ thì ông có yêu cô thêm cô nào không? Cũng qua Minh Phú Hà cũng có quen một bà dân tộc. À. Dân bà dân tộc cũng ứng được 8 năm. À cũng ở được 8 năm nữa. À 8 năm. Rồi giờ bà đấy đâu rồi? Giờ bà năm thứ 9 là bà chết. À. Bà chết thì mình tôi mới về lại đây. Ừ. Ừ. Rồi ông mấy bà hai là có con không? Không không, ông bà dân tộc không có con. Không có con luôn. 8 năm không có con. 8 năm không có con. Không có con hả? Rồi bà chết, năm thứ 9 bà chết. À. Rồi khi mà bà mất đến giờ thì ông có quen ai thêm nữa không? Cũng đã mất rồi, tôi về quen một bà ở Cây Cà nữa. À. Ở Cây Cà, một bà Cây Cà. À. Rồi mấy bà đó được bao lâu không? Còn ưng bà được 5 rưỡi. 5 rưỡi. Rồi bà bánh bài rồi quá, chịu không nổi. Rồi có con với bà không? Không không có con, 5 rưỡi luôn. Bà bánh bài quá rồi tôi cũng bỏ luôn, bỏ luôn, tôi lên đây lại. Vậy là do bà đánh bài nhiều quá, sau đó là ông mới chán, ông mới bỏ đi đúng không? À tôi bắt mãn tôi. Sau khi mà bỏ bà rồi, bỏ cái bà đánh bài đó rồi á, thì có quen thêm bà nào nữa không? Không không, không có làm bỏ bà đó, không vừa tới giờ ở không luôn á, ở không luôn. Vậy là từ hồi đó giờ được bao nhiêu mối tình nhiều? À, coi như là chúng tính ra là cũng được ba bà. Ba bà chính thức nhưng mà mối tình thì bao nhiêu mối? Mà ban quen là miệng phê đó là một bà. À. Rồi bà dân tộc là hai, bà cái cả là ba bà. Ừ. Rồi bà. Có yêu ai mà ví dụ như thế là không ở cuối cùng với nhau mà cũng có yêu đương không? Không không không, không có quen bà nào nữa. Là chính ra là ba bà đúng không? À ba bà đó. Ừ. Rồi trong ba bà đó có bà nào là cưới hỏi không? Cũng không có cứ hỏi à, tiền bạc nó cứ hỏi, cứ đó tiền bạc nó cứ là giống kiểu cặp bồ thôi đúng không? À cũng ưng gì đâu. Ừ. Chứ đâu có tiền đó mà làm đám cưới. À. Đám cưới rồi mà tiền bạc trăm triệu chứ còn không có tiền mà cưới đâu. Ưng gì? Vậy là do không có tiền cho nên là không cưới không đúng tiền. Không? À không tiền. Cặp thôi. Bồ ở thôi đúng không? À chỉ do biết gì về thôi. Cái đấy người ta gọi là bồ bịch mà chứ đâu phải là vợ chồng đâu đúng không? Ừ, bên mà cái cà thì bà già cũng tới cả bà già bả vậy thôi. Là bà ở Cây Cà đó. Dạ. Bà già tôi mới gặp bà già má. Cái bà ở Cây Cà là cái bà đánh bài đấy đúng không? À bà đánh bài đó. Là lúc đó là tính là hỏi cưới, lúc đó bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó thì cũng 50 mấy á. Ồ, 50 mấy tuổi còn tính đến bông nữa hả? Cũng 58, 59 rồi đó. Gặp bà đó. À, vậy là cái lúc mà cái bà mà ở Cây Cà mà cái bà mà đánh bài đấy là lúc đó là ông quyết định là lấy là cưới đúng không? Không không, không đâu tính toán thì cưới đâu, tiền bạc đâu mà cưới. Nhưng mà vậy là không cưới nhưng mà nhà kêu mẹ tới để dăm ngó. À cho biết hai bên gì thôi đó. À. Biết là hai bên. Có vậy sao hai bà trước không có dăm ngó? Hai bà trước hả? Ừ. Hai bà trước là cũng không có cưới hỏi gì hết rồi. À cũng không cưới hỏi gì luôn. Ừ. Lúc vậy là cầm bồ thôi. Ừ, khổ quá là không. Đâu chịu đâu mà nói dự án là cứ hỏi rồi. Cứ hỏi phải có tiền bạc cái chứ còn không có tiền bạc mà sao mà dành. Ngày xưa là mình đi làm cũng có trâu có bò cũng có ruộng đất mà sao tự nhiên lại không có tiền cưới vợ. À thì lúc đầu thì có cũng lúc đầu gặp mẹ phê đấy thì cũng bà cũng nói rồi đi lên nói cha mẹ anh đi lên nó bước tới rồi cho biết. Ừ. Rồi mình cũng lơ thì mình cũng không có quan tâm chuyện đó, tôi lo làm ăn thôi. Vậy là nói chung là lúc đó là mình lo làm ăn, mình kiếm tiền thôi. Làm ăn kiếm tiền chứ không nói tới cứ hỏi gì đó. Ừ. Đó, là lúc đó chỉ có ở rồi có bầu có con thôi đúng không? À, chứ không con cứ hỏi hết. Làm phận con trai cũng khổ không nhỉ? Ừ, không tiền bây giờ mà không tiền đúng thôi. Không? À. Không. Làm phận đàn ông cũng khổ đúng không? À nếu mình nói mình bây giờ nó bị hạn chế bây giờ có tiền mới cưới rồi. À bây giờ là có tiền cưới chứ không có tiền làm sao là ăn cưới nổi hả? Phận trai 12 bến nước đúng không? Cho nên là không có tiền là đâu gái nào. À không có tiền là bữa nay không có tiền là thua. Ừ. Không có tiền là không làm gì mình không nói mà cứ hỏi vậy đó. Dạ dạ. Chứ biết gì thôi là giữa hai bên biết gì thôi chứ cùng. Rồi bây giờ theo mong muốn của ông thì ông có muốn lấy thêm bà nữa không? Không. Chứ giờ ông ở một mình ở trong một cái nơi hẻo lánh như này không buồn hả? Cũng thích cũng quen à, cũng quen.
quen rồi ấy. Nhưng mà bây giờ con hỏi thiệt, có bà nào đấy mà muốn tới đây ở cùng với ông không, chịu không? Bà nào có bà nào gì, đâu có bà nào tới đâu. Con làm ai cho ông được không? Mình khổ quá rồi, đâu có bà nào mà để ý mình, là bà nào mà có nghĩa là giờ vẫn mong muốn nhưng mà không có bà nào để ý cho mình khổ đúng không? À, mình khổ quá rồi ạ. Nhưng mà giờ ông có muốn lấy vợ nữa không? Không, không, tôi cũng không ông. Giờ mình... là con có quen một bà gần đây không có chồng. Giờ mình ông có biết cái bà mà mất chồng ở bên trên đây không? Cái bà gì đấy? Cái bà mà không có chồng đó. Để tôi ở khu mà cũng có bà giá của mình. Đúng rồi, cái bà không một đó, cái bà không một đó. Bà đấy giá, tên gì con quen được không? Thì đó còn bà Sen mà nữa, bà Sen, đúng rồi, đúng rồi. À, bà Sen Má Hằng Phong, rồi cái bà vợ Trương Miên đó. À, rồi bên trên này cũng có một bà nữa này. À, cái này là vợ Năm Tài hả? Bà Liên nữa. Cũng có rồi, giờ mình khổ quá mấy bà luôn. Bữa nay bà giá mấy bà là có tiền mấy bà. Còn cái bà mà ông, có mức là còn cái bà mà ở gần gần đây, cái bà mà đốt than ở gần gần đây này. Bà tên gì con quên này? Bà là đốt than đó. Bà gì? À, Ngọc á, à Ngọc. Bà Ngọc đúng rồi, đúng rồi, à. Bà Ngọc á. Ngọc ạ. Nên nói là bà ấy cũng yêu thầm ông á. Có không? Không không. Là hai người đó hay gặp nhau, có hay nói chuyện không? Bà lâu lâu bà thì bà cũng ghé lại ra chơi nữa. Bà đó thì bà tới con ghé lại. À, cũng lại con lại. Nghe bà nó tâm sự với con nó là cứ muốn vô đây để muốn ở cùng với ông nhưng mà ông không chịu. Bà cũng buồn buồn rồi, bà cũng... Là hai người tâm sự đó hả? À, bà không bán tới, bà cũng nói chuyện rồi chơi thôi chứ cũng không có gì hết đâu. Vậy là tới đây chơi tâm sự thôi. À, tâm sự chứ không có gì hết. Không có ưng bà. Vậy ông có ưng bà không? Hả? Ông có ưng bà không? Không, 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 không có đâu. Không, con thấy bà thích ông hả? Không có, người ta đồn gì chứ đâu có đâu. À, người ta đồn à? À, đồn gì. Vậy là con cứ tưởng là người ta đồn là có thật, chưa hóa ra người ta đồn thôi. À, đồn lại gì chứ không? Căn bản là ông biết sao mà người ta đồn không? Tại mấy lần người ta bảo là gặp ông với cô đấy ở trong này đi ra. Cho nên là người ta mới đồn. Bởi vì chắc là cô ấy buồn, cô qua đây cô gặp ông tâm sự thôi đúng không? À, bác cháu mình buồn bác không? Bà ưng thằng cô Trần tới đây nè. Trần Hương á. Rồi bác cũng buồn buồn rồi, thằng kia nó bỏ bà rồi bác cũng buồn bỏ đi. À, vậy là bà ấy đang thất tình rồi muốn là kiếm ông để lấp khỏi cái chỗ trống đúng không? Đúng không? Cũng hiểu được. Chứ không sao mà bà vào đây bà tìm ông. Đúng không ông? Bà buồn rồi bà cũng đi tùm lum rồi la rồi. Vậy là trong lúc mà bà đang thất tình thì bà vô để bà tìm ông. Giống như kiểu là muốn là lấp cho vơi nỗi sầu á. Đúng không? Vậy là bà muốn làm bạn á. Bà muốn làm bạn á? Bà nói bà đây bà nói gì mấy ông? Thì bà cũng nói chuyện làm ăn giết củi hầm thang vậy thôi chứ có gì đâu nói. Bà nói là ví dụ như thế là góp gạo thổi cơm chung không? Hả? Bà có nói là góp gạo thổi cơm chung không? Ăn cơm chung hả? Dạ. Không có ăn không? Có. Ý là bà có gợi ý mấy ông là bây giờ bà mới đi kiếm tiền rồi hai người đi kiếm tiền về để sống chung ăn chung không? Không không, bà không có. Mà sao con nghe người dân ở đây người ta nói là sao giống kiểu là ông với bà ấy có gì mà? Đâu rủ tôi đi hầm than chung bà nó không à? À, rủ đi hầm than chung. À, chung nó không không. Nếu vậy là bà có ý đồ đó. Bà rủ hầm than chung nó không mình cũng từ chối đâu không? Ông từ chối thì lắm bà bảo buồn bà lại bỏ đi nơi khác thì sao? Mình không phải sợ người ta đồn đãi rồi ông sùm đó mình không... Rồi đâu có gì đâu, mình chưa vợ đúng không? Tính ra là ông chưa cưới, chưa có cắt thằng ký với ai hết là ông đã còn tân đúng không? Là ông coi như là chưa có vợ đó. Bây giờ ví dụ như ông không có vợ, bà không có chồng thì ở với nhau là bình thường mà. Đêm hôm ốm đau bệnh tật thì có người để mà chăm sóc lẫn nhau chứ. Mà giờ bà không về đâu dưới ga hôm đó giờ mấy thằng này. Thấy chưa? À, không không. Do ông không chịu cho nên bà mới bỏ bà đi, bà buồn đó. Không muốn kiếm bà về còn kiếm giùm nhá. Thôi hả? Ừ, cũng khổ. Rồi mình lo không nổi mình giờ. Căn bản là con sợ là ông ở đây này. Thứ nhất là đêm hôm này. Nói chung là giờ mình yếu rồi, yếu quá rồi mình làm không nổi rồi cũng mệt lắm. Làm gì không? Mình yếu quá rồi mình yếu quá mình sợ mình làm không nổi cho nên. À, mình làm không nổi mình nuôi mấy bà mà bỏ mấy bà là đói khát mà chữ mới cũng mệt. Ý ông sợ người yêu đói không có tiền. À, mình làm không nổi rồi mấy bà rồi. Mình nó cũng mệt. Dạ. Cũng ra vô bà nhăn nhéo luôn. Bây giờ con tại con nghe mọi người nói cho nên con hỏi ông thăm thông ông thôi nha. Thì tại con thấy ông sống ở đây có một mình á. Thứ nhất là mưa này, gió này, bão này. Rồi lo mẹ ông ốm ở đây thì ai chăm sóc cho ông? Giờ bây giờ cũng chấp nhận thì thôi, không chấp nhận thì bây giờ mình ở đây mà chấp nhận trước mà. Rồi ông cho con hỏi thăm một chút xíu, có khi nào mình nằm ở đây mà mình ốm một mình mà không ai biết không? Mà khá ở đây không có, nói chung là cũng ông bà thương không có đâu ốm mà. À, không có đau ốm hả? Ừ, chứ sợ đói nữa. À, có khi nào mà đói mấy ngày không có gì ăn không? Không, không có đến đổi gì, không có đến đổi đó. Dạ.
cũng nói chung là cũng ở đây lâu lâu rồi nhà nước cũng cho chút đỉnh gạo rồi mì tôm rồi. Ý là lâu lâu mọi người cũng ở xã thứ cũng cho gạo cho thóc. Tại với xã là Phong Phú lên cũng cho chút đỉnh gạo rồi 5-3 kg gạo mì tôm rồi. Rồi bây giờ ở trong trong nhà ông còn gạo không? Cũng còn chứ, còn còn nhiều không ông? Cũng còn có chục ký gỡ trên kia, không dám đi đâu. Gỡ trên kia. Tại đây mình đi làm nó vô nó lấy gì sao? Có nghĩa là mình gửi chứ mình để ở đây lâu mình đi làm người ta vào người ta lấy mất. À, ta lấy mất. Ừ. Lỡ có chỗ đâu, lỡ như vậy mình nhận hưởng cho nó hả? Dạ, rồi bây giờ là gần gần 70 tuổi rồi mà sống một mình vậy buồn nhỉ. À chắc là từ từ nó cũng quen à, nó cũng quen, nó không có gì, cũng buồn chứ. Buồn đúng không? Cũng buồn chứ, nhìn thường bây giờ mình cũng... Buồn sao kể con nghe? Cũng buồn nhưng mà mình nói thôi bây giờ cuộc đời nó như như vậy thôi, chấp nhận, nó chấp nhận mà. Có kiểu như là mình chấp nhận số phận. Chấp nhận số phận vậy thôi chứ bây giờ mình buồn đâu có ai hay mà, mình buồn ai đâu biết đâu mà, buồn chi đâu không? Cứ ngày cứ làm rồi tối về là... rồi có uống một hai ly rượu vậy nó chơi bận vậy nó rồi nghỉ ngơi vậy nó rồi tập nó rồi ngủ thôi chứ không cũng không đi đâu nữa đi thôi mà giá như mà có bà nào đấy thì ở chung tối lại thỏ thẻ thì nó cũng đỡ buồn hơn đúng không? Là có một bà cũng đỡ buồn mà có bà thì... sợ mình lo không đủ luôn bà. Con nhìn con thấy cái ánh mắt của ông là con biết là ông vẫn đang muốn lấy thêm bà nữa đó đúng không? Không dám đâu. Mà không dám mà là do mình giống kiểu mình sợ khổ thôi chứ đúng không? Sợ mình không lo mấy bà không đổi là mấy bà rồi mà chửi bớ rồi này phát mệt. Ý là sợ mấy bà ấy chửi bới mình nhá. Chửi bớ rồi mấy bà này nó thế này nó cũng đau đầu mệt lắm thôi chơi nó. Thở một mình cho nó được tới rồi không? Tuổi mình lớn rồi, sáu mươi mấy rồi thôi. Gọi là ở mình cho gái nó thèm. Đúng không? Con thấy ông tính ra nói vậy chứ ông nhìn ra còn phong độ lắm. Phong độ đó. Dạ. Nhà mình ở đây anh em đông không ông? Nhà thì 8 anh em. Dạ. 4 trai 4 gái, 8 anh em. Rồi cho con hỏi thăm một chút á, cái lý do nào mà mình đã đi dọn ra ngoài một cái cánh đồng hoang như này, một cái chân núi như này để mình ở như vậy? Thì nói chung là cái cuộc sống mà cuộc sống nó đẩy đưa đẩy rồi chúng mình đâu có không muốn gì đâu. Cuộc sống nó đưa đẩy hả? Đưa đẩy rồi vô vào trong vô trong thế hẹp đi. Thế buộc lại gì thôi chứ còn mình đâu. Có theo như con biết thì mới có 3 năm nay là ông ra đây ông ở thôi đúng không? Ở đây 3 năm rồi. Ba bốn năm rồi. 3-4 năm. Rồi trước đó thì mình ở đâu không? Hồi trước rồi không? Trước kia thì cũng thì nói là gặp bây giờ dân tộc đó. Là ở cùng với bà đó đấy. Giờ bắt đầu là bà chết xong rồi về bà gặp lại cây cà. Cây cà lúc 2016-17 gì đó. Ông bao năm mấy đó dù bây giờ cũng không xong xong rồi mình lên lại mình năm chị tôi ở năm chị cũng mấy năm. Năm chị dưới đây nè. Cũng ở đó cũng đi hành thang cũng đi nha nghĩa địa đó khu một đó. Vậy tính ra thay bồn thay áo ấy. Vậy. Đó rồi cũng lê lắc vậy đó. Dù nó đẩy đưa tới tung tới hẹp đấy. em được biết chịu. Con hỏi thật cái câu này ông đừng có gì ông cho biết nhé. Không, lúc mà mình làm một cái tròi như vậy mình đến đây mình ở là có đưa bà nào về đây chưa? Không có bà nào. Không có luôn hả? Không có. Theo như con biết là nhiều người thích ông lắm. Không có. Mà sao lại không có ai về đây ở chung? Không có bà nào. Là mình khổ quá rồi bà nào đâu rồi. Để vô mà nào để đâu. Thấy mình khổ. Ông ơi cho con hỏi thăm này, mình ở chỗ này á thì có phải đất mình không hay là người ta cho ở cái? Đất này đất của người ta. Đất của người ta. Mình xin ở đỡ. Mình xin ở đỡ. Đất của người ta chứ phải đất của mình đâu. Chú cho con hỏi Tống ngủ ở đây á, chú có văn mùng không thưa chú? Có giọng bọc chứ. Dạ. Ở đây tối chắc mũi nhiều chú hả? Có mũi quá. Mũi. Dạ. Có giọng bọc. Rồi tới tháng mưa thì sao hay chú ha? Tháng mưa thì đến nay mai cũng ấy lại là cũng sửa lại đặt nè. Có đặt rồi gỡ bên kia cũng đặt cũng cũ đặt cũ à. Rồi mùa mưa năm trước chú cũng ở trong căn chậu như vậy luôn. Thì cất năm quái nè. Năm quái rồi nó tạt sao mình ngủ được chú nhở? Thì năm quái cũng chưa dừng mà tạt ở thí. Chừng nào mưa gió quá thì mình xếp võng lại mình ấy lại rồi. Đứng bậy bạ rồi chờ hết mưa mình ấy giống mình ngủ chứ. Chú cho con hỏi ở đây chắc rắn rít đồ chắc nhiều hả chú ha? Rắn rít mà khá là không không cũng không cũng đỡ không
Đây trên núi chắc rắn độc không hả chú ạ? À rắn đục nưa là có, rắn nưa là đục nưa. Dạ. Rắn gì chú? Rắn đục nưa á. Đục nưa hả chú? À đục nưa nó cũng màu như cái lá đào này đó. Dạ 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 dạ. Nó phải mình đạp. Chắc độc dữ chú. À hả, đạp nó túng nó cắn hay sao? Đạp túng nó là nó cắn rồi. Dạ. À đạp túng nó là nó cắn. Rồi có bao giờ mình ngủ ở đây mà nó bò vô tới cái chỗ mình ngủ không chú nhỉ? Cũng không khá, cũng không có vô đây. Dạ. Mà khi mình đi là vậy, mình đi kiểu rồi mình xoay đèn chứ. Dạ. À bật đèn lên, đèn bật lên. Đi chú. Chú ở đây chú có thường nhậu không thôi chú? Cũng chiều à, chiều chiều cũng làm nữa, nó một hai ly vậy thôi nữa. Chắc chú. Buồn quá. Uống một hai ly hả chú ha? À cũng buồn làm một ly chứ đỡ mỏi rồi đó, mình làm cả ngày nó mỏi á. Dạ dạ. Làm hai ly chứ đỡ mỏi thì chứ còn không uống nhiều. Giờ chú mình lớn mà uống nhiều nó mệt. Dạ. Với lại con thấy chú uống ít thôi, chú uống nhiều quá, nhiều khi mình say á rồi mình ở trong này có một mình á. À, rồi mình ngã bệnh cũng không có ai biết á, không có ai chăm lo cho mình á, nó nguy hiểm tới cái. Ừ, chứ có thằng con nó chạy lên này xuống thôi đó. Dạ. Mà con chú nay lớn tuổi mà cũng chưa có gia đình luôn à? Chưa, nó cũng năm 28-29 tuổi rồi. Dạ. Chú ở đây chú nấu nước rồi nấu cơm là bằng bếp củi hết luôn hả chú? À bằng củi bằng than không chứ đâu có lò ga rồi gì đó. Dạ. Mình củi. Đi hầm than như vậy là mình đi kiếm củi về rồi mình đốt ra xong rồi mình bán hả chú? Rồi đâu có, mình hầm than vô trong nước mình hầm than mình bán, còn mình chụm đây mình với củi nhỏ nhỏ mình chụm. Dạ. Còn có than nhỏ nhỏ là thằng nhỏ thì mình về chậm nấu, còn thân lớn mình bán cho, bán kiếm tiền mua gạo rồi. Yeah. Mình hầm bao nhiêu ngày thì được một hầm than chút nha? Cũng cả tuần lễ luôn, tuần lễ. Tuần luôn. À, cả tuần lễ mới được, tuần lễ bán được cũng mấy trăm ngàn à. Dạ. Yeah. Cũng bước. Con thấy người ta hầm than người ta gác vác những cái gốc cây nó to không mấy chú, mấy cái gốc cây to sao mình vác nổi chú nhỉ? À, thì theo mình, ở người đồng mạnh thì rất nhiều, mình người nào yếu rất ít thôi chú nhung. Yeah. Chiếu này rất nhẹ nhẹ nữa, trong mạnh mấy thằng mạnh này nó rất cây to cây lớn, còn mình yếu mình rất cây nhỏ nhỏ thằng bắp dế rồi cùng chân rồi đó. Yeah. Thì theo mình sức khỏe của mình chứ không? Có bao giờ ở đây một mình ấy, rồi đêm mình tủi thân mình tại vì dạ ở đây thì ban đêm mình sống có một mình nè, rồi bạn bè của mình thì ai cũng có vợ có con, rồi có bao giờ mình buồn mình tủi thân không chú nhỉ? À cũng buồn, nhiều khi cũng buồn nhá, buồn. Yeah. Nhưng mà thôi, cái số mình như vậy thôi, mình cũng không buồn vậy lắm. Sao lúc đó chú không, còn trẻ đó mình không kiếm thêm một bà nữa chú? Thì nó kiếm một bà cây cà đó, cũng kiếm một bánh bài đồ quá đó. Yeah. Thì mình không kiếm bà này, mình kiếm bà khác chứ. À rồi, chắc mình cũng bất mãn, bà gì bắt bánh bài quá, mình bất mãn rồi mình cũng nản quá rồi, không muốn kiếm nữa. Bất không muốn đi nữa. Phụ nữ quá chú ha? À cũng. Mất niềm tin này ha? Ừ, thấy bà bánh bài quá mình cũng sợ. Mà lúc đó chú có thương câu đó không? Hả? Có thương câu đó không? À thì cũng ơn bao năm lưỡi mà. Dạ, cũng sâu đậm rồi ha. À năm lưỡi tờ mình cũng cố gắng làm, mình làm như bánh bài hết, bánh số đề rồi mình la. Ừ, làm không nổi nữa. Dạ. Rồi tôi bắt đầu tôi làm tốn, tôi không về nữa. Dạ. Đàn ông mà chọn sai vợ là cũng mệt ông nhỉ? Dạ. Lỡ không yêu về. Không biết sao? Tôi không về nữa là tôi... Tôi về tới Phan Dũng mà tôi lên lại trên núi lúc này là làm đồ thông á. Yeah. Về Phan Dũng là tôi lên lại, tôi không về cây cà nữa. Thế trong số 3 mối tình của mình ấy chú thương ai nhất chú nhỉ? Hả? Trong số 3 mối tình của mình ấy chú thương ai nhất? À thì thương cái bà đầu tiên đó. À, mối tình đầu mà đúng không thưa chú? À bà đầu tiên đó, miệng phê đó, bà cũng tội hả? Tình đậm sâu, không bao giờ quên được. Bà đó thì bà làm ăn cũng ngon lành, cũng tiện tận, bà cũng kẹo tiện lắm. Chú ơi, con nghe chú kể với con đó là ở đây ngày xưa là giống như chiến khu á, người ta mất nhiều á. À, ở đây là căn cứ của cách mạng. Dạ. Ngày xưa. Chú ngủ ở đây tối chú bị nhát gì lắm hả chú? À, lúc đầu ở cũng nhát ghê chứ, cũng... Nhát sao chú ơi? lúc đầu mình tới đây thì mình không, nói chung mình không ra mắt, không ra mắt rồi hả? Dạ, dạ. Là tối đêm đó là thấy dân tộc rồi, thấy ghê lùng lẫn á. À thấy rắn cổ gì đó, rồi như cái thằng nào đó nó thằng cho nhận cho nó chết rồi, mà coi như là đại khái thấy như mưa này là rắn nó ăn ít, mà lâu lâu nó hắt rắn nó tươi rồi, mà rắn mình sợ rắn nó hắt rắn tươi, tôi nói đừng cho cái bữa nó hắt rắn nó cắn rồi không. Giờ lâu nay thấy 3-4 thằng nhỏ nhỏ cỡ mười mấy tuổi dân tộc mà nó cứ dùm tôi nói ủa
Tụi mày ở đâu mà tới đây dùm dùm đó, dân tộc mày nhỏ nhỏ mười mấy tuổi mà. Dạ. Bà con thằng á, nó nhìn nhìn tụi nó ủa, xong rồi ở đâu mà tới đây mà ngó thằng mặt không á. Dân tộc à, dân tộc không phải người Việt mình đâu. Dạ. Mà nhỏ nhỏ mười mấy tuổi á, 4-5 thằng á, chứ nó đi mình ngó mặt mình không à, nhìn họ, mặt à, họ cũng mặc quần áo giống như mình à, nó cũng bây giờ mà nó ngó mặt mình, nó ủa họ có chào hỏi gì mình không thưa chú? Không à, nó im lú à. Dạ. Tụi nó ủa tụi mày ở đâu mà tới đây mà 3-4 thằng tới đây làm gì đây mà mình chứ ngó mặt không á, đó mình thấy dí vậy rồi mình dùng việc mình vậy. Yeah. Là lúc đầu tiên á qua ở đây là lúc đó là... mà họ mà chào hỏi mình cái nữa là lúc đó chắc quýu luôn. Ừ. À sợ lắm. Yeah. Ngoài sau này ngoài thấy những người đó chú còn thấy gì nữa không thưa chú? Rồi sau này cũng tôi cũng giái rồi đó, bây giờ thôi để mai mốt rồi lúc đó mình không có tiền mua bánh mua đồ mua hộp mua rượu rồi mình nói thôi để dán cho con cháu rồi vài bữa nữa vợ sang là có tiền á rồi cũng cúng giấy rồi. Yeah. Có tiền mua ba hộp nhưng mà mua bị bánh rồi tà lá rồi á mình. Yeah. Tại bao con cá ra tại bao rồi ra mình cũng kêu giấy rồi. Yeah. Đất đai mình à, đất đai địa sở là cho con ở đây rồi. Yeah. Sau khi mình cúng xong thì chắc mình ngủ à, êm hay chứ à, cũng thẳng thẳng cũng êm. Chú cho con hỏi là ở trong cái khu rừng này có thú lớn, mấy cái loài thú hung dữ không chú? Như là gấu hay là cọp có? Không, không, không có. Dạ, dạ. Không có. Chỉ là ba con ấy là trồn bậy bạ thôi, nhưng mà đỏ rồi bậy bạ chứ không có thú dữ rồi. Không có trăng cọp. Trăng được không chú? Không, không, không có, không có. Trăng không có luôn? Không. À. Ở đây chỗ có đỏ rồi, vĩnh rồi. Đỏ là hả? Gì chú? Con đỏ biết con đỏ không? Con lỏ hả? À, đỏ đó. Đỏ hay lỏ? À đỏ nay rồi đó. À con nay. À, à đỏ nay rồi đó. Con nay gọi là đỏ. Con nay gọi là con đỏ hả chú? Con nay khác, đỏ khác chứ con nay khác. Con nay nó bự như bò. Còn con đỏ thì nó nhỏ nhỏ hàng đây nữa. Đỏ. Con nay nó to như con bò hả chú? À con bò cỡ như bò cũng cỡ 1 mét mấy nữa. Nó sống trên rừng hả chú? À thì ở trong rừng đó mà ngày trước là ngày xưa chứ bây giờ cũng hết rồi. Nó ăn thịt hay là nó ăn cỏ chú nhỉ? Đâu nó ăn ấy chứ nó ăn cỏ rồi. Chứ không có gấu được, không có cọp đâu. Dạ. Tại con thấy đi núi cao quá, con sợ gấu ấy bằng đêm. Không có. Bằng đêm mà gấu nó bò vô trong nhà một cái lên thôi. Đâu có gấu, đâu gấu ở trên núi cao rồi chứ. Không như ngày xưa, chứ ngày xưa ở đây là gấu này rồi voi này. À ngày xưa, cái đám mấy chục năm gì trước ạ. Có trăng luôn ấy. Trăng rắn. Trăng to. Cọp cũng có luôn á. Mấy chục năm gì trước là có, nhưng mà bây giờ mà không có nữa. Dạ. Ông ơi cho con hỏi thăm á, từ hồi đó đến giờ đó, là mình ở đây đó, thì mình gặp những cái chuyện tâm linh mấy lần rồi. Tâm linh nói chung là cũng 2-3 lần á, 2-3 lần. Rồi. Có lần nào mà ông sợ nhất không? Ông không dám ngủ không? Là cũng một lần tôi phi tôi ra đây cầu là. Dạ. Cũng có lửa ra cầu mà thấy dưới đây là hai cục lửa. Hai cục lửa. Hai cục lửa đưa lên xuống vậy nè. À. Hai cục lửa hạn chén đưa lên xuống tôi là bà nội tôi thấy là tuổi nào con gì, tuổi con nai con bò vậy đó. Dạ. Bò dừng rồi khóc. Tôi là dùng khúc rồi hả chú ha? À thí dụ con mắt con thú thì nó ngó thẳng ha. Ồ. À ví dụ mắt mình có thẳng ở dưới đâu mà đưa lên xuống vậy. Ồ. Đưa lên xuống vậy là trời ơi ủa đúng là con gì mà xong mắt đưa lên xuống kỳ đó. Bây giờ tôi vào xong rồi tôi vô xong rồi tôi lấy cái dựa đưa đúng rồi trời nghe trời nghe trời tới luôn đúng không chú? À trời nghe ăn tẩm luôn. Yeah. Năm kia á rồi tôi lấy cái dựa ra tôi coi thứ chỗ đây một xíu nè rồi muốn nhóc nhóc nè. Yeah. Tôi coi thứ gì tôi vừa ra tới đây làm bộ xẹt lưới xanh. À lúc xanh là một xét của tôi lắm. Cũng miệng chết bây giờ. Lúc này cuốn rồi đúng không? Lúc này quýu đúng không? À. Trời nó là một lúc xanh là xét tới rồi. À. Cũng như từ tới quận Tổng Mon rồi đó. Ừ. Tới đó là ở đây nó là một xét tới à. À. Làm xét luôn. Xét xanh luôn. Lúc đấy là nổi hết không? À tôi là đủ mẹ mày chết. Lúc này quýu rồi. À. Kỳ ghê không? Hồi đó dù mình thấy kiểu đó ta. À. Nhỏ nhỏ thấy kiểu lạ kỳ vậy luôn. À. Lần đầu cái... nó đưa chậm nó bưng bưng. Ừ. Theo như ông nói về là ông gặp hai cái đốm lửa đúng không? À đốm lửa. Con à. Giải thích cho ông như thế này. À, một điều là con nói cho ông biết về này. Có nghĩa là cái đốm lửa đó đó là khi ông kể ra thì con biết chắc chắn ở đây xung quanh đây là có người mất ngày xưa. À ngày xưa có xung quanh đây này, xung quanh đây hiện tại bây giờ đang còn luôn. À ngày xưa là vợ ông Tư Văn chết tôi đây, mà là cháu ông chết. Không, ý của con á là con giải thích về hai cái đốm lửa của ông là có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hiện tại xung quanh chỗ ông đang ở đây là có một cái cốt nào đó mà đang còn nằm ở đây luôn. À chứng chỉ cái chứng chỉ rồi ngày xưa. Là như vậy. Còn cái hôm mà ông gặp hai đốm lửa đấy trời có mưa không? Không, không có mưa.
Không có mưa. Trời, mưa phun hay ẩm ướt gì không? Không. Từ ấy mà đâu có mưa đâu. Không mưa hả? Nhưng mà trước đây mấy ngày có mưa không? Không, là thấy cái đây là cũng lâu rồi, hai ba năm nay rồi. 2-3 năm rồi, nhưng mà hôm nay trời có mưa, trước đó có mưa không? Không à, không có mưa gì hết. Không mưa. Ừ. Không vì mưa. Cái hiện tượng mà hai cái đốm lửa đó ấy, thường là người ta sẽ giải thích là dạng mà giống kiểu phốt pho á, là khi mà nó theo không khí hoặc theo đất nó nén lên đến mặt đất, nó gặp oxy là nó sẽ cháy, bốc cháy. Đó, cho nên khi ông ra đến nơi là giống kiểu nó có luồng gió đó, bắt đầu nó phụt một cái là nó đi lên đó. Chứ không phải là ma cỏ gì đâu. À, không biết đâu. Có mỗi cái vấn đề là ở chỗ là ở đây chắc chắn là đã có người nằm ở đây mà không ai biết. Không biết. Ông đang sống cùng cái âm á. Đó là nguyên tắc về khoa học, có nghĩa là những cái hơi ở trong người mất ấy, là khi phốt pho nó lên nó gặp oxy nó sẽ cháy. Còn theo mà về tâm linh ấy, người ta nói là lửa xanh là quỷ, còn lửa đỏ là ma chú ạ. Hôm đó chú gặp là lửa xanh hả chú? À, lửa xanh. Ồ, cái này căng á. Ba đêm hôm đó là chắc chú thức nguyên đêm luôn, đâu ngủ không được mà, cũng vô cũng ngủ bình thường à. Ngủ luôn ha. À, ngủ bình thường. Các bạn nói chú sống ở đây quen rồi. À. Cho nên bây giờ chắc cũng phải là một hai chung á, chứ nếu mà không có là một hai chung cầm cự ngủ không nổi đâu chú. Nhưng ha. Chắc cái lúc mùa lúc ấy là cũng kéo giò đó. Ở đây ban đêm mà nghe âm thanh lạ lạ chắc chú giật mình dậy liền chứ hả chú? Ở đây là khi nó êm lắm. Êm lắm hả chú? À êm mà chú mới gõ mà, gõ đồ gõ nè. Chú tự gõ à? À, nghe chú gõ nhịp điệu vậy chắc là chú hát hay lắm này. Gõ. Đúng không chú? Có hay nghêu nga hát một mình không? Cũng nhiều khi cũng sẵn cũng hát chứ. Bây giờ chú bỏ đi thuốc ra xong hát tặng cho bọn con vài bài được không? Được không? Con nghe chú gõ như vậy là biết chú biết gõ bò đó. Hát dường khúc thôi nha con mà. Chú giới thiệu đây bài gì chú? À, bản giờ hát bản căn nhà ngựa đây ha. Căn nhà ngựa ok luôn. À, căn nhà ngựa. Dạ. À. Căn nhà ngựa đó. À đây có bò đó. Chú gõ bình thường đấy dạ. Mỗi bình thường hát một khúc nha, một khúc thôi. Dạ, một khúc có này là có hai bài á. Tu hi ở ngò hi u. Một căn nhà xinh có hoa thơm tái hiền. Gần kề lối xuân có cô bạn thân, xuân hôm lo sạch đêm. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Là chính nhắn tôi bàn với sông hồ, tình yêu em anh yêu vẫn thông thơ, và yêu không bênh bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ở đây con đường thẳm trong vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắn đợi chờ nhau. Rồi khúc chứ ta vỗ tay. Hèn gì mà ngày xưa là bà nào bà đấy mê mệt vì chú là đúng rồi. Người ta khúc vui đúng, đúng không chú? Ngày xưa có phải là do chú hát hay cho nên lắm người yêu đúng không? Ôi là bây giờ làm sao mà nghe được bài nữa nhờ. Hay thì chú ơi, thực sự là con mê giọng hát của chú đấy. Chú có thể thêm một khúc nữa được không? Một bản nữa thôi. Con thấy có chú có tố chất để trở thành một nghệ sĩ luôn hả chú? Rồi. Ngày xưa chắc là cha mẹ sinh ra làm nghệ sĩ, nhưng mà do là thời thế nó thay đổi nên giờ thành ông đốt than. Đó, hôm nay con nói vui vẻ chứ bây giờ con thực sự là chú hát khá là hay, cũng như cảm động đúng không? Cho nên là chú có thể tặng cho bọn con thêm bản nữa được không? À cũng cần khúc rồi nha. Khúc dạ, khúc, khúc y chang vậy. À khúc mà bạn khác. Dạ. Bạn hát tên gì chú nhỉ? Thử lên nhớ thử không? Đáng là hồi trưởng đi, hồi trưởng. Hồi tưởng, ok. À. Hồi nãy bán căn nhà ngô hả? Dạ. Bán hồi trưởng đi. Dạ. Đêm trắng đêm, trong đèn tôi biết những chuyện xưa bọn mình.
ngày anh với em như hình với bóng, cất thẳng hai đầu xanh đón nhau khi bình minh vui tay nhau tặng cành, nhìn đời bằng ánh mắt ăn tịnh sáng long lanh, vào đời bằng tiếng ác trung thành nhớ không anh gì lá xa cành. Thời gian thăm thoát tôi đưa tụi thơ áo quần đau nữa, mỗi người một nơi xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương tôi nhớ không lường. Giờ còn một bóng với tròn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong như lá thu vàng rơi bao làng giữa biết không. Rồi hết. Chú ơi, chú à, chú nhớ về chỗ cô Ngọc hay sao mà chú hát nhập tâm với chú. Nó hồn ghê luôn á. Hát nhập tâm luôn á. Không, nhưng mà chú là giống kiểu là mạnh về cái bolero đúng không chú? Đúng rồi. Bolero. Đây là điều. Bài thời xưa cực kỳ hay luôn nha. À, điều bolero mà. Mình có thuộc những cái bài về ngày xưa không chú? Thì đó, nó đang làm đến ngày xưa không á? Không, ý là mấy cái bài về giống kiểu là về những cái thời năm bảy mấy á. Thì nói chung là dạy đôi thừa là có 20 bản á, 20 lắm. 20 bản? Ồ, cái này phải ra MV thôi. 20 bản. À, dạ có hết rồi. Chú ạ, cái này phải ra MV rồi, 20 bản là đủ một MV, là 10 bản là một MV đúng không? Thì bây giờ thuộc nhiều lắm chứ, mà rồi mình bỏ lâu quá thì có bản gì cũng quên. Quên. Thôi thôi, bây giờ nói chung là bọn con thực sự là mê cái giọng hát của chú quá rồi. Chú lăng răng thêm một khúc nữa được không? Rồi, 2 khúc. Ngày mai... Đại ca, cao vậy á. Các bạn nặng quá, nặng cam đổ. Một bản nào mà chú cảm thấy thích nữa thôi. Đã có micro rồi, nó nhẹ, còn một cao hoài nó nặng. Cái micro còn đang gắn ở trên cổ áo chú đó. Nặng lắm. Giờ chú làm thêm đoạn nhẹ đi, mai con ôm cái đàn guitar lên con song tấu với chú được không? Là người ta hả? Dạ. Có đem theo đây hả? Dạ có. À. Bây giờ chú thử một bản nữa đây cho con xem tình hình sao. Cao hoài nó nặng lắm, cao không đúng. Nặng. Thôi một bản đấy chú, con ăn nỉ mà. Như là Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà rồi chú thuộc không? Cũng thuộc chứ. Dạ, dạ, làm đoạn đơn nhẹ giúp. Hay là cái này mà chú hát được hay nè. À, giống thôi Hòa cũng thuộc nhạc á, ca dạ, khúc, dạ. Cũng là một khúc nhạc dạ, thôi. Dạ, ok, ok, à. Cái đó rất hay. Vâng, rồi dạ. Sau đây một chút động nhẹ. Làm một khúc nhạc đó. Dạ, chút động nhẹ về Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà do... À, cũng làm khúc nhạc thôi nha, dạ, nhạc. Dạ, dạ. Do chú hấp trình bày nha. Ừ, khúc nhạc thôi. Dạ. Kể cả đoạn vậy chú còn ca hết, ca không nữa. Dạ, ý là chú, giờ chú làm liên khúc luôn được, đang hát bài nọ, chú nhảy qua bài kia cũng được. Cái đó là phải ấy liên khúc mà. Mình Mình chơi đó. Là phải chơi đàn này chứ. Ok ok ok. Và liên khúc mà không thường ca liên khúc. Dạ. Một khúc. Chứ bản tăng khúc vậy cho vui. Ok ok. Dạ có đẳng giống số bài Thu Hà, nhạc á. Dạ. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa bênh, hết cơ chuyện chung tình, khóc than điên em một mình, cây tuôn lá xanh xây mùa cho anh. Trình đo bè bàng trong cơn chiến tranh, đưa tiếng nào hay đã chia, cách tơ hằng muôn đời, nói nữa chi thêm ngàn lời. Trời khóc khóc. Hay, nghe hay. Một khúc nữa đi chú. Ừ. Một khúc thuộc là khúc bài đó mà nếu mà hát vào tháng 7 mưa ngầu một cái là thôi. Em ơi tháng 7 mưa ngầu đúng không? Có cầu thước gì đó. Hay lắm. Nghe xong cái tháng ngầu là cái đó là thằng gì đó cá. Ngu lại chất nữ. Thằng ca sĩ gì vậy? Dạ. Châu Thanh. À đó là Châu Thanh. Thằng ca hơi dài lắm con.